Mời các bạn cùng nghe chuyện Sau khi Nam Phụ phá sản, chương 17. Đạo diễn đã sớm gặp qua mặt bẩn thỉu nhất trong nghề này, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy đối phương đang dẫm đạp ranh giới cuối cùng của mình dưới chân. Nỗ lực thẳng sống lưng, phải kiên cường vượt qua. Nói một câu này của chúng tôi không phải là lầu xanh, nhưng vừa nhìn thấy trên hợp đồng sắp rót vào một khoản tiền lớn, mở miệng lập tức xẹp hơi, uyển chuyển nói: "Trong đoàn phim không thịnh hành loại hình này." Người trẻ tuổi nhíu nhíu mày: "Ông chủ thật lòng muốn kết bạn, không phải tới vui đùa tí tiện." Đạo diễn hiểu lầm càng sâu: "Nếu như muốn tìm người yêu?" Người trẻ tuổi không nhịn được nói: "Anh cảm thấy lấy thân phận của anh ta, còn cần không chịu thủ đoạn mà đến đoàn phim tìm người yêu?" Đạo diễn run lên vài giây, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại. Dựa theo gia thế và diện mạo của Ân Vinh Lan, e rằng người phải xếp hàng đến chân trời. Vội vã vì ý tưởng sai lầm của bản thân xin lỗi một tiếng. Thanh niên không quá so đo vấn đề này, bỗng nhiên nói: "Nhân vật gì cũng được, mà tốt nhất có thể diễn chung với vai phụ quan trọng nhiều một chút." Anh không chỉ rõ là nam phụ số 3 sẽ là mục tiêu quán lộ liễu. Đạo diễn tựa như ngắm hoa trong sương mù, ban đầu còn tưởng rằng đối phương coi trọng diễn viên nữ chính. Hiện tại phát hiện bên đầu tư có vẻ cũng không đoái hoài. Không có mâu thuẫn mang tính then chốt, hai người nhanh chóng bàn bạc xong xuôi. Thanh niên trước khi rời đi biểu thị tiền đầu tư trong 1-2 ngày sẽ tới. Đạo diễn lộ ra nụ cười chân thành hiếm thấy, bảo đảm nói: "Tôi sẽ không để các anh lỗ vốn." Thanh niên gật gật đầu, không để ở trong lòng. Cho dù có lợi nhuận gấp trăm lần, đối với công ty mà nói cũng chỉ là mưa phùn ngắn ngủi. Đoàn phim từ trước đến nay đều rất thực dụng. Đạo diễn lập tức cho biên kịch viết ra một nam phụ số 5. Không cần đất diễn quan trọng, tốt nhất không tiếp xúc nhiều với vai chính, thuận tiện cắt bỏ lúc hậu kỳ. Trần Trản không chứng kiến vụ giao dịch tội ác này, một bên học thuộc kịch bản, một bên tính toán thời gian phần diễn của mình kết thúc còn bao nhiêu ngày. "Nếu như không có liên quan gì với cô, tại sao lúc đó không tới tìm tôi? Tại sao không dám nhìn thẳng vào mắt tôi? Tại sao?" Câu cảm thán thứ 3 còn chưa đọc xong, đã nhìn thấy một dáng người cao to đi về phía mình. Đường viền bởi vì ngược sáng mà mơ hồ, nhưng lại có vài phần quen thuộc. Đến khi tới gần một chút, Trần Trản kinh ngạc như nhướng mày: "Tại sao anh lại ở chỗ này?" Ân Vinh Lan cười nói: "Tìm kế sinh nhai." Việc y vào đoàn phim gây nên không ít chú ý. Các diễn viên trên mặt như không có gì xảy ra, nhưng sau lưng lại lén lén đánh giá, suy nghĩ người nọ có lai lịch gì. Có người gặp phó đạo diễn tìm hiểu bóng gió mới biết là mang tiền vào đoàn. Đoàn phim có bao nhiêu tin tức trong mấy chốc đều sẽ khuếch tán ra. Trần Trản kéo y qua một bên: "Anh còn chưa bỏ làm bia ôm?" Ân Vinh Lan chấn định mà khụ một tiếng: "Không làm nữa, nhờ vào chút quan hệ ngày trước tìm công việc mới." Trần Trản gật đầu: "Không tệ, chúng ta còn trẻ, còn kịp làm lại từ đầu." Hình ảnh hai người trò chuyện vẫn chưa cố tình che giấu, đạo diễn cho là bọn họ đang tập diễn cũng không nghĩ nhiều. Biên kịch viết nhân vật cho Ân Vinh Lan có thể nói là có 102. Y trong phim đóng vai đàn em của Trần Trản, theo mệnh lệnh đối phương mà làm rất nhiều chuyện xấu. Đạo diễn lúc vừa nhìn thấy kịch bản còn có chút lo lắng người ta có quyền có thế, không muốn đóng vai bị người sai xử như vậy. Ân Vinh Lan dễ nói chuyện hơn nhiều so với tưởng tượng, không chỉ vui vẻ tiếp nhận mà còn hết sức hài lòng với kịch bản. Vỗ tay gọi về lực chú ý của mọi người: "Chuẩn bị một chút, quay cảnh kế tiếp." Chiến viên trang điểm bước nhanh tới dặm lại trang điểm cho Trần Trản. Ngay khi ống kính nhắm vào, Trần Trản hơi điều chỉnh nét mặt một chút, dùng âm điệu lạnh thấu xương nói: "Ngay cả mày cũng muốn cản anh?" Ân Vinh Lan víu chặt tay áo của cậu: "Đại ca, anh tỉnh táo một chút." Bốn mắt nhìn nhau, nét giận dữ bị kìm nén trong mắt Trần Trản còn không kịp đọng lại, trước tiên đã phì một tiếng bật cười: "Đạo diễn, anh ta lớn tuổi hơn tôi, làm đàn em có phải là không quá thích hợp?" Đạo diễn biết được thân phận của Ân Vinh Lan, xem cảnh này có cảm giác không thoải mái càng thêm nghiêm trọng. Không thêm phủ nhận một điều, Ân Vinh Lan diễn không tồi, nhưng khí thế hơi mạnh mẽ quá mức. "Cũng không phải cứ ai lớn tuổi là người đó sẽ làm đại ca được." Đạo diễn nói: "Dựa theo kịch bản mà diễn." Làm người không nên khám phá dây thần kinh cười, mà không chạm một cái sẽ không nhịn cười nổi. Hiện tại Trần Trản chỉ cần vừa nhìn thấy Ân Vinh Lan, khóe môi lập tức rụt dịch muốn dương lên. Cố tình người sau còn không ngại góp cho vui, môi mỏng hơi động, dễ như ăn cháo gọi ra một tiếng đại ca. Trần Trản phiền muộn nói: "Tôi đã không làm đại ca rất nhiều năm." Hiện tại cậu chỉ muốn lập tức nhường ngôi. Lời còn lại bị nghẹn chết trong tiếng kinh hô action vô tình của đạo diễn. Trần Trản chuyên nghiệp mà duy trì tính cách nhân vật trong phim, lần nữa lấy lại cảm xúc: "Dám cản anh mày chỉ có một kết cục, chết."
Đáng tiếc, vừa mới nhập vai vẫn bị một tiếng đại ca từ đối diện phá vỡ. May mắn chính là, bởi vì cuối cùng khi biên tập không cần giữ lại mấy cảnh quay này, đạo diễn đặt yêu cầu cũng không phải quá cao, miễn cưỡng vừa đủ đạt yêu cầu xong, giải hiệu Trần Trản có thể nghỉ ngơi trước, xoay sang cho nam nữ chính vào trận. Trần Trản cầm hai chai nước, đưa cho Ân Vinh Lan một cái. Sau sự kiện nước khoáng lần trước, bây giờ cậu muốn uống nước đều sẽ kiểm tra kỹ càng trước. Xem động tác của cậu thu vào mắt, Ân Vinh Lan hơi nheo mắt lại. Sẽ không có chuyện tương tự phát sinh lần nữa. Trần Trản mỉm cười. Thuyền dùng cẩn thận giữ được vạn năm. Bởi vì không có xe bảo mẫu, cậu tùy ý tìm mảnh đất trống ngồi xuống. Lúc gió phả vào mặt, thủy kịch bản sốc lên vang tiếng lật phật. Nghĩ đến lời thoại trong phim cùng biểu hiện vừa rồi của Ân Vinh Lan, Trần Trản bất đắc dĩ nói. Anh đây là huấn luyện tôi theo hướng ảnh đế. Người nói vô ý, nhưng Ân Vinh Lan lại nghiêm túc hỏi một câu. Muốn làm ảnh đế? Có ý hộ tống, đồ vốn lớn mà bồi dưỡng, không hẳn không có khả năng trở thành ảnh đế. Trần Trản ngắm nghía nam nữ chính đang diễn phía trước, lắc đầu. Muốn đạt thành tựu ở phương diện này, cần có năng khiếu nhất định. Cậu cũng không ám hiểu chuyện nhập vai thấu hiểu tâm lý nhân vật. Hướng về phía Ân Vinh Lan khẽ mỉm cười. Huống hồ, nói cho chuyện trước mắt vẫn tương đối quan trọng. Dứt lời liền lấy máy tính, bắt đầu viết bản thảo hôm nay. Nhờ lần vô tình vấp ngã đó, em và bạn trai thành công làm lành. Ân Vinh Lan cách rất gần, liếc mắt nhìn sang, tầm mắt quét đến câu đầu tiên trên màn hình, liền không nhịn được nhíu nhíu mày. Yêu thích Khương Dĩnh đến vậy? Trần Trản ngón tay chợt dừng. Anh không thích. Ngay cả ông lão cửa đối diện cũng rất thích xem Khương Dĩnh đóng phim. Cô ấy là một diễn viên đủ tư cách. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Không như những người khác, Ân Vinh Lan xem bất kỳ phim truyền hình nào, trong lòng cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Trần Trản nhìn không thấu ý nghĩ của y, nhún nhún vai. Mới xem kỹ tên chuyện của tôi. Sám hối lục. Cậu còn không phải đang vì thời niên thiếu vô tri của nguyên thân mà xin tội hay sao? Ân Vinh Lan biểu cảm ôn hòa, tựa như thật sự hài lòng câu trả lời này, không lên tiếng nữa. Trần Trản trong hoàn cảnh tương đối yên tĩnh tiếp tục đánh máy. Chỉnh lại dòng suy nghĩ đôi chút, Trần Trản hồi tưởng một phen xong, ngón tay tiếp tục động tác trên bàn phím. Em rõ ràng xứng với người tốt hơn, chẳng hạn như tôi. Khi biết được em đã từ chối một chương trình phỏng vấn vì muốn ra ngoài hẹn hò cùng bạn trai, tôi càng thêm quyết tâm không để cho đối phương làm lỡ sự nghiệp của nữ thần. Một ngày trời trong nắng đẹp, tôi lặng lẽ theo hai người kia đi đến cùng một địa điểm. Lúc này em vẫn không tính là quá nổi danh, chỉ cần đội tóc giả và đeo kính râm là thành công ngăn được sự chú ý của người đi đường. Đúng thế, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra em trong biển người này, chỉ có tôi. Em và bạn trai vừa nói vừa cười trên đường núi gập ghềnh. Ngày hôm nay cũng có không ít người đến tản bộ, nhưng không người nào có thể cười vui sướng được như em. Cảm xúc mà tên đố kỵ đang gào thét trong linh hồn tôi, dựa vào đâu mà tên đàn ông kia có thể làm em nở một nụ cười như thế? E rằng ông trời cũng nhìn không lọt, mới đi được nửa đường, vị công tử nhà giàu không dính khói bụi trần gian bị dị ứng vì ăn phải một phần thịt sống khói. Có lẽ bởi vì ăn không nhiều, chỉ xuất hiện tráng váng nhẹ, nhưng trên người đã nổi mẩn đỏ. Cơ hội trời ban. Tôi giả vờ lầm người qua đường đi tới, hỏi thăm bọn họ có cần trợ giúp hay không. Em ám chỉ mà liếc nhìn ba lô nặng lề trên lưng bạn trai, lộ ra nụ cười cảm kích với tôi, có chút ngượng ngùng nói. Có thể làm phiền anh. Lời không cần nói hết, hết thảy hàm ý đều ở đoạn sau. Á à, dựa vào cái gì mà tôi phải đeo ba lô hộ tên khốn này? Lấy ra cáp sạc dự phòng cắm ở bên hông ba lô của tên đó, cắm sạc cho điện thoại di động sắp hết pin của bản thân, tôi không chút đổi sắc nói. Đừng lo lắng, tôi đi cùng hai người một chốc, cứ vừa đi vừa sạc như vậy là được. Chờ lượng pin của sạc dự phòng giảm bớt, hành lý sẽ tự động nhẹ đi. Theo một dấu chấm câu cuối cùng từ bàn phím gõ ra, Trần Trản lắc lắc cổ tay than lòng một chút. Lúc cậu viết cũng không cố tình che lấp. Ân Vinh Lan đọc được rõ ràng nội dung phía trên. Trần Trản không có chút nào khác thường mà cóp chữ lên web. Làm độc giả đầu tiên của chương mới, giúp tôi cho vài ý kiến. Ân Vinh Lan ánh mắt phức tạp, nhìn chăm chăm bộ dáng nghiêm túc của Trần Trản. Chuyện viết rất đặc sắc. Ý cuối cùng đã rõ vì sao có nhiều người theo chuyện như vậy. Chưa tới thời khắc cuối cùng, vĩnh viễn không thể đoán được diễn biến nội tâm người trong cuộc. Lần nữa giả soát xác định không sai chính tả, Trần Trản bấm đăng bài. Thời gian cập nhật của cậu không cố định, nhưng luôn có người đọc ra tay bình luận ngay trong phút đầu. Làn tóc Maria, comment đầu, tiếp tục đẩy thuyền Lâm Trình Ngang và Trần Trản. Bệnh viện tâm thần, lúc bắt đầu đọc không khỏi nghĩ đến một bộ phim kinh dị về đôi tình nhân đi du lịch,
gặp phải sát nhân hàng loạt biến thái, mà đọc tới cuối cùng, chỉ có thể nói tôi đánh giá cao tất cả mọi người trong câu chuyện này. 4.5GB trust. Cho tôi hỏi một chút, nạp sạc xong trọng lượng pin dự phòng có thể giảm bớt, xác định đây không phải đang làm nhục trí thông minh của tôi đúng không? Còn Thuyền Vinh Diệu, đường đường tổng giám đốc, vậy mà dị ứng thì sống khói. Hứ, quả nhiên là người cõi trên. Ok Ben, chuyện này tôi có nghe nói qua. Cậu tôi có quen biết không tồi với nhà họ Lâm. Nghe đầu Lâm Trì Ngang chỉ dị ứng với hiệu thịt sống khói đó thôi. Làn tóc Maria cũng bái lại ra bên trên. Dưới bình luận này là một dãy cộng một. Trần Trản vốn cũng không định để Lâm Trì Ngang tái xuất trong chuyện sớm như vậy, nhưng vì xét thấy đối phương đang bận phải ứng phó với công kích từ bảo hiểm Khương Dĩnh mới mua, không có thời gian phản ứng, thêm vào cho đủ chữ. Cậu đã thành thói quen khi thiếu chữ là đem Lâm Trì Ngang ra bổ sung. Khép lại máy vi tính xong, lấy ra một quyển sổ nhỏ, bắt đầu ghi lại chuyện này nọ trong đoàn phim. Ân Vinh Lan cho rằng cậu đang viết nhật ký, chuẩn bị tránh đi. Không ngờ Trần Trản chỉ viết một đoạn rồi cất vào. Ngẩng đầu cười giải thích. Tôi đang thu thập tư liệu sống, thuận tiện sau này sáng tác. Ân Vinh Lan đột nhiên nổi lên cảm giác nguy hiểm trong lòng. Chẳng lẽ một ngày nào đó bị vạch trần thân phận, y cũng sẽ xuất hiện trong chuyện của Trần Trản. Chương 18. Nếu Trần Trản biết được suy nghĩ của Ân Vinh Lan, nhất định sẽ vô cùng hờ hững nói. Đừng nóng vội, ai cũng sẽ có phần. Lúc này làm nữ chính vừa quay phim xong, khi nữ chính đi ngang qua chỗ Trần Trản hơi dừng lại, nhìn máy tính xách tay đặt trên đùi cậu, mở miệng cười. Nếu tài năng đã là sáng tác, tốn công đi đóng phim chẳng phải có chút lãng phí thời gian. Từng câu từng chữ vẫn còn đầy ý oán hận, cậu cướp đi vai diễn vốn đã có thể thuộc về bạn trai mình. Tầm mắt đảo qua Ân Vinh Lan, vốn cũng muốn hỏi mấy câu, nghĩ lại đối phương mang tiền vào đoàn, vậy mới bỏ qua, đổi về mặt cười cười hòa nhã. Tựa như đến cả mấy lời vừa nói với Trần Trản cũng chỉ là bạn bè trêu nhau. Chờ cô ta đi xa một chút, Trần Trản nháy mắt. Anh nói xem, đây là ngây thơ, độc ác hay ngu ngốc? Trong showbiz, miệng năm mua, bụng ngậm bồ dao găm là chuyện thường tình, nhưng đa số người vẫn biết chừa cho mình một đường lui, sẽ không công khai gây xung đột. Ký được một hợp đồng quảng cáo, Ân Vinh Lan nhàn nhạt nói, có lẽ cho rằng chim sẻ sắp bay lực lên cạch cao. Trần Trản nhướng mày. Anh vừa vào đoàn phim không lâu, vậy mà cũng biết được chuyện cô ta được nhận quảng cáo. Khi nói cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là vì diễn viên nữ chính khoe khoang khắp nơi. Ân Vinh Lan cũng không có biểu hiện khác thường, bình tĩnh chuyển hướng đề tài. Chuyện đời thường vui quá hóa buồn, hy vọng sau này cô ta vẫn luôn có thể đắc ý như vậy. Trần Trản cười nói, lời có thâm ý. Ân Vinh Lan bình tĩnh nói, thấy bức xúc thay cậu mà thôi. Trần Trản không quan tâm xua xua tay, chó hay còn chờ đoạn sau. Nhận quảng cáo hiển nhiên là việc không đơn giản. Nghe nói diễn viên nữ chính phải bay xuyên đêm sang một thành phố nào đó ký hợp đồng, nhưng đến hiện tại phía thương hiệu vẫn chưa quảng cáo quá nhiều trên mạng. Ekip thương mại của cô cũng không sốt ruột, đã tìm người viết thông báo sẵn, định đến khi phim phát sóng thì sẽ làm một đợt quảng bá rầm rộ. Dùng di động trả lời và bình luận xong, cố ý mở Weibo quan sát một vòng. Gần đây showbiz liên tục nổ phốt, như là vị ảnh hậu nọ bị lộ tin đang ngầm hẹn hò với diễn viên cùng đoàn, vị ngôi sao mới nổi kia bắt cá nhiều tay. Trường mới của Trần Trản mặc dù thú vị, nhưng lần này không lên bảng vàng. Nhìn Weibo đối với cậu là sóng yên gió nặng, Trần Trản sâu sắc cảm thấy Lâm Trì Ngang sau khi nhìn đến sẽ vui mừng khôn tả. Buổi chiều lại có cảnh diễn, trải qua từng tiếng gọi đại ca của Ân Vinh Lan. Trần Trản gần như dụng trạng thái mặt bị rút gần kết thúc. Diễn vừa xong xuôi, Ân Vinh Lan lại đùa cậu gọi thêm một tiếng đại ca. Trần Trản đang muốn cười, bị ai phát hiện sau khi nhịn cười cả buổi, cơ mặt đã cứng ngắc. Chỉ có thể ngồi một bên xoa xoa khuôn mặt làm massage. Chí trả thù thối thúc, mất tự nhiên mà nhấp nhấp miệng với Ân Vinh Lan, vừa tới xin lỗi cậu. Ca ca nè. Chỉ hai chữ, phối hợp âm cuối cùng nũng nịu, người bình thường mà nghe được sợ rằng sẽ ngấy đến mức nổi da gà cả người. Ân Vinh Lan thì lại lặng thinh một chốc, bình tĩnh gật đầu, xem như đáp lại tiếng gọi này. Đòn tấn công không có hiệu lực, Trần Trản hơi bĩu môi, vùi đầu đọc kịch bản. Nhìn đăm đăm cảnh này vài giây, Ân Vinh Lan khe khẽ thở dài. Dựa theo lời lý giải của cấp dưới, giữa bạn bè phải có sự giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng đối mặt với Trần Trản, y chỉ cảm thấy một thân tài lực không có đất dùng. Tựa như chỉ cần đối phương muốn, dù cuộc sống có khó khăn bế tắc đến đâu, cũng có thể dàn xếp ổn thỏa. Nhân viên công tác điều chỉnh lại bối cảnh, chuẩn bị cho buổi tối quay thêm một hồi. Trong lúc nhân viên đoàn phim lần lượt dùng bữa, Trần Trản nhìn hộp cơm của Ân Vinh Lan.
Sao phần của anh trông xa hoa hơn hẳn? Trên thực tế là do đạo diễn đặc biệt sắp xếp, đối xử với Sugar Daddy, sự kiêu ngạo của vị trí đạo diễn không cho phép anh cầu cạnh nhiều lần. Nhưng chút yếu lãi nhỏ vẫn là phải làm đến nơi đến chốn. Có lẽ do may mắn, thật ra tôi cũng không quá thích ăn thịt cá. Ân Vĩnh Lan gắp hết mấy con tôm to béo sang hộp cơm của Trần Trản. Trần Trản, vậy tôi không ngại nữa nhé. Nói xong, nhanh chóng lưu loát bắt đầu luộc tôm. Lúc ăn lương tâm không cho phép, vì vậy gắp lại cho y mấy con tôm đã lột vỏ. Nếm thử, không chừng sẽ thích. Ân Vĩnh Lan từng cho rằng cần tránh uống nước ăn cơm khi ở cạnh Trần Trản, đề phòng đối phương thình lình lên tiếng làm giặc. Hiện tại bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ, cảm thấy dùng bữa cùng cậu cũng rất vui vẻ thoải mái. Ban đêm chỉ có một cảnh của Trần Trản và nam chính, hai bên đều có ý muốn nhanh nghỉ sớm một chút, cấp tốc nhập vai. Đạo diễn rất hài lòng với vài cảnh đặc tả trong đó, còn đặc biệt khen mấy câu. Một đêm nó giấc, hôm sau tỉnh dậy tinh thần sảng khoái. Thời gian còn sớm, Trần Trản ăn bữa sáng xong mới đi ra phim trường. Cảm giác của cậu trước nay đều rất nhạy cảm. Chân vừa bước vào đoàn phim, nháy mắt nhận ra nườm nượp ánh mắt lấy mình làm tâm bắn tới. Trần Trản đến bên cạnh người quen là Ân Vĩnh Lan. Ánh mắt của mọi người là sao? Ân Vĩnh Lan nhìn cậu chăm chăm một chốc, mới lên tiếng nhắc nhở. Xem tin tức. Trần Trản trực tiếp mở Weibo, nếu có chuyện lớn, trên Weibo hẳn cũng sẽ có người nhắc tới. Tiêu đề thì sông khói xx kèm một chữ khủng đỏ chót nhỏ nhỏ phía sau. Nhìn số lượt xem đã đến 100 triệu, Trần Trản bấm vào. Sự việc bắt nguồn từ chuyện Lâm Trình Ngang bị dị ứng. Có không ít phụ huynh phát hiện con mình từng ăn hiệu thịt sông khói này cũng bị nổi mẩn đỏ, mà vì nhanh hết nên không chú ý. Bình luận mỗi người một ý, phần lớn dân mạng nói ăn xong không gặp vấn đề gì. Nhưng mấy bình luận bị đẩy lên top đầu đều miêu tả rõ sau khi ăn xong sẽ xuất hiện mẩn đỏ ra sao. Bởi vì chuyện này được quan tâm cao độ, ban ngành liên quan biểu thị sẽ tổ chức điều tra xuyên đêm. Trần Trản yên lặng vài giây, không kịp nghĩ tới sẽ có pha bẻ lái khét lẹt như vậy. Đừng nghĩ quá nhiều. Ân Vĩnh Lan vỗ vai cậu, Trần Trản gật gật đầu. Dùng đóng phim phân tán lực chú ý, thầm nghĩ có lẽ không trùng hợp đến thế. Dù sao cũng là thương hiệu lâu năm, chất lượng hẳn có sự đảm bảo. Kết quả còn chưa đến tối, sự việc đã có kết luận. Trong thịt sông khói hiệu XX, quả thật có chứa chất phụ gia gây hại đến sức khỏe con người. Công ty cũng tuyên bố một bài xin lỗi dài hơi. Vụ việc lần này hoàn toàn khủng bố nổ đến tận trời, mà cùng lên trời còn có cả Lâm Trí Ngang. Bình luận nổi nhất đến từ cư dân mạng kém tan. Xin lỗi cho mị nói thẳng, Lâm Trí Ngang có khi còn dùng tốt hơn cả máy kiểm tra. Thậm chí có dân mạng còn tặng danh xưng là chó nghiệp vụ phiên bản nhân loại. Khi nhìn đến bình luận này, tâm trạng Trần Trản khá là khó tả. Đối mặt với Ân Vĩnh Lan vài giây hỏi, anh cảm thấy Lâm Trí Ngang sẽ biết được chuyện này hay không? Ân Vĩnh Lan trả lời bằng giọng tương đối bình thản, cũng rất thực tế. Có thể vạch trần vấn đề của một thương hiệu lâu năm, cũng xem như đã tạo phúc cho người đời. Nghe vậy, Trần Trản thở hắt một hơi uể oải. Hai chữ nổi tiếng này, thiếu cũng chết, mặt thừa cũng chết. Tựa như Lâm Trí Ngang, không hề làm gì, nhưng có thể dùng tiền để đè, mặt đè cũng không xuống. Khương Dĩnh vốn đang chiến tranh lạnh với anh, đọc tin xong, nghĩ đến bạn trai bây giờ đang phải mệt mỏi đối phó với truyền thông, khó hiểu mà cảm thấy có chút buồn cười. Dù sao cũng là vợ chồng chưa cưới, không ít người hóng chuyện đến Weibo của cô do hỏi cảm nghĩ. Khương Dĩnh thở dài, đăng một bài đáp lại. Anh ấy dị ứng với rất nhiều thứ, lần này chỉ là trùng hợp, hy vọng mọi người quan tâm chú ý cho bản thân hơn. Vốn muốn giúp đỡ san sẻ áp lực, logic thần kỳ của cư dân mạng lạnh nhanh như chớp, để tiếng tăm vừa hơi chìm xuống của Lâm Trí Ngang ngược trở lên. Quỳ thỉnh danh sách dị ứng của Tổng Giám đốc Lâm. Vì sức khỏe toàn dân, xin nhất định phải đưa danh sách này lên mạng. Nhớ rằng nữ thần từng than thở bạn trai dị ứng với một hiệu sữa rửa mặt, giờ nghĩ lại có khi cũng có vấn đề. Chó nghiệp vụ phiên bản nhân loại, bọn này cũng muốn có. Xem sơ lược vài cái, cơn hờn giận với Lâm Trí Ngang của Khương Dĩnh đã hoàn toàn tiêu tan. Thay vào đó là cảm thông nhàn nhạt. Làm tác giả sáng tác, Trần Trản cũng lên hot search. Nhưng mày thấy người đời đều thích nhân vật có tính drama cao. Thân phận giàu sang của Lâm Trí Ngang càng bị chú ý nhiều hơn. Có vết xe đổ, Ân Vĩnh Lan ngoài mặt ổn định, trong nội tâm phân tích tính khả thi việc y của ngày sau sẽ trở thành Lâm Trí Ngang của ngày nay. Mà giờ khắc này, Trần Trản đã tạm gác lại chuyện này, khom lưng đứng sau một thân cây to, làm dịu cảm giác khó chịu khi treo dây cáp bàn nãy. Lúc thân thể đã đôi chút giảm bớt, màn hình di động bỗng nhiên nhấp nháy không ngừng. Xí xét một chút, Trần Trản từ chối cuộc gọi này từ Lâm Trí Ngang, gửi lại một tin nhắn, nội dung là ảnh chụp màn hình tìm mới nhất.
Trong hệ sinh thái của tập đoàn Lâm Thị có doanh nghiệp ẩm thực, tuy chiếm tỷ lệ không lớn, nhưng lợi nhuận hàng năm cũng không thể xem nhẹ. Sau khi tin tức nổ ra, không ít người nổi tiếng cũng vào cuộc dựa hơi. Nội dung đăng lên đại khái đều là đặc biệt đến check-in, tin tưởng đồ ăn thức uống dưới sự quản lý của chó nghiệp vụ phiên bản nhân loại phải được thông qua yêu cầu chất lượng nghiêm ngặt. Dự tính đến sáng mai, cổ phiếu Lâm Thị sẽ theo đó tăng lên. Hết ngày trở lại khách sạn, vẫn không nhận được hồi âm. Không biết Lâm Chí Ngang có cảm thấy vui vẻ vì lý do này hay không? Hệ thống. Theo lý trí phân tích, khả năng cao nhất là anh ta giống hệ thống đang phải điều trị kia. Bị tự kỷ. Tự động lược bỏ lời nói khó nghe, Trần Trản ngồi trên giường nghiêm túc nghiền ngẫm kịch bản. Gia Định đã thuộc lòng lời thoại cần nói trong ngày mai, khoác lên áo khoác ra khỏi khách sạn. Trùng hợp, tại chỗ rẽ cánh cửa chạm phải Ân Vinh Lan. Đi dạo. Trần Trản. Ra cửa hàng tiện lợi. Dừng một chút rồi hỏi. Có cần mua gì không? Cùng đi với anh mua một thể. Ân Vinh Lan nghĩ nghĩ, rút lại bước chân sắp vào cửa. Cùng đi đi. Nơi đóng phim có hơi hẻo lánh, màn đêm che khuất, người có thể nhận ra Trần Trản lác đác không bao nhiêu. Một đường bình an trò chuyện tìm tới một cửa hàng nhỏ, chủ tiệm đang xem tivi trắng đen cũ kỹ, nghe tiếng bước chân cũng không buồn ngẩng đầu một lần. Ân Vinh Lan lấy một hộp đồ ăn đóng hộp, quay lại phát hiện Trần Trản đã dọn xong đồ, đang chờ y tính tiền chung. Nhìn thấy giấy bút, hơi chút chần chờ rồi hỏi. Học tập. Trần Trản bình tĩnh quét mã trả tiền, ôm đồ đạc đi ra. Kiếm tiền. Chịu ảnh hưởng từ sự kiện tài xế xuống núi lần trước, bây giờ chỉ cần Trần Trản lộ ra vẻ mặt này, Ân Vinh Lan lập tức cảm thấy chân có chút không thoải mái. Nói trắng ra hơi khó nghe một chút, chân hơi run rẩy. Đi mấy bước phát hiện người bên cạnh không theo cùng, Trần Trản quay đầu lại nhìn Ân Vinh Lan đang đứng tại chỗ, nghi ngờ hỏi. Sao không đi nữa? Không có gì. Ân Vinh Lan tựa như không có chuyện gì mà lần nữa nâng bước, sóng vai cùng cậu trở về. Các bạn đang nghe tại kênh Chuyện Ngôn Tình PP, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 19. Cho đến khi sắp về đến khách sạn, Ân Vinh Lan vẫn không chủ động hỏi về con đường kiếm tiền mới của Trần Trản. Hai người ở cùng một tầng khách sạn, lúc đi thang máy lên, Ân Vinh Lan mở miệng. Ngày mai cảnh của chúng ta không ít, có muốn diễn tập trước không? Hai bên đều có trí nhớ rất tốt. Nhưng mà mấy tiếng đại ca làm người run rẩy của nhân vật Ân Vinh Lan diễn trong phim kia, mỗi khi gọi lên đều làm người khó xử vô cùng. Trần Trản cho rằng cần phải làm quen với xưng hô này, gật gật đầu. Vừa vào phòng không bao lâu, không phí lời tốn thời gian, trực tiếp bắt đầu diễn tập. Cùng một lời nghe mãi cũng dần dần mất đi cảm giác lạ lẫm. Sau vài lần, Trần Trản đã có thể bình tĩnh đối phó với lời thoại quỷ quái này. Đóng lại kịch bản, Trần Trản xoay cổ mấy cái, khớp cổ thoải mái hơn rất nhiều. Đã không còn sớm, hôm nay cứ tới đây thôi. Ân Vinh Lan gật gật đầu, rồi lại lập tức thấy Trần Trản lấy ra hộp kim chỉ từ trong vali. Trong lòng nao nao, Ân Vinh Lan trông cậu thanh thạo xé chỉ luồn kim, trong mắt lập lòe ánh sáng phức tạp. Vá quần áo. Trần Trản lắc đầu. Chuẩn bị làm hàng mẫu, sau đó tìm xưởng sản xuất đại trà. Bắt đầu nhanh nhẹn vẽ một nhân vật chibi đáng yêu trên bản vẽ, có thể dễ dàng nhận ra đây là phiên bản thú nhỏ của bản thân. Nhìn cậu bắt đầu nghiêm túc may vá, Ân Vinh Lan nghĩ đến thành phẩm tranh thêu chữ thập chéo trước cửa của nhà ông lão cách đây không lâu, dần dần rơi vào tĩnh lặng. Trần Trản đi chuyến này đem theo vật liệu rất đầy đủ, ngón tay linh hoạt may may vá vá xong, nhồi vào trong mấy nắm bông làm ruột, một búp bê có thể hù chết người cứ thế ra đời. Mà kỳ dị ở chỗ, rõ ràng mặt mày cong cong vẹo vẹo, vậy mà vẫn có thể theo thần thái này mơ hồ nhìn ra bóng dáng Trần Trản. Trên đầu búp bê kết một vòng tròn kỳ lạ, Ân Vinh Lan im lặng chốc lát, nói. Móc khóa thật phá cách. Trần Trản sửa chữa. Bùa hộ mệnh. Ân Vinh Lan bình tĩnh nhìn vài giây. Mắt bùa cầu con đậu con rơi, mũi dọc dưa sắp trôi đến tận miệng. Nhìn từ góc độ nghệ thuật mà phân tích, đây là một con búp bê xấu không nỡ nhìn. Trần Trản. Gần đây trên mạng có nhiều bình luận nói tôi lúc trước bị yểm bùa. Cậu ngẫu nhiên mà phát hiện cái cớ từng lấy để qua loa Lâm Chí Ngang, trước đó cũng đã được không ít dân mạng lấy ra bàn tán. Vốn dĩ tôi muốn làm bộ ba búp bê nguyên rủa, búp bê hình nhân, búp bê thế mạ. Trần Trản nhàn nhạt nói. Nhưng xét thấy có thể ảnh hưởng không tốt, dễ dạy hư con trẻ, nên đổi thành bùa hộ mệnh. Slogan quảng cáo tôi cũng đã nghĩ xong. Nâng búp bê lên trên lòng bàn tay, đổi giọng thành một âm điệu khác. Đổi vận mệnh phòng tiểu nhân. Nhận được hàng, bạn sẽ thấy vạn vật đều tươi đẹp hơn. Giữa lúc trầm tư làm phán đoán, Ân Vinh Lan theo lý trí mà cân nhắc vấn đề Trần Trản từng đề cập rằng nếu gặp nhau trên đường
nên giả vờ không quen, phòng ngừa y bị người ta đánh chết. Trước đây cho rằng là chuyện cười, bây giờ bỗng cảm thấy là chân lý. Thắng chần chờ một chút hỏi, có người sẽ chịu mua? Trần Trản nhún nhún vai, lúc bán nước uống, anh cũng đã hỏi câu tương tự. Trong từ điển của cậu, chỉ có cung không đủ cầu. Đây chỉ là mẫu sơ cấp. Trần Trản nhàn nhạt lên tiếng, chờ quay phim xong, tôi sẽ đi tìm xưởng lớn. Ân Vĩnh Lan đề nghị, nếu cậu tin tưởng, tôi có thể giới thiệu một người bạn cho cậu làm quen, giá cả phải chăng, tốc độ nhanh chóng. Quả thật có bạn bè dễ làm việc hơn. Trần Trản bật cười, còn làm người ta thật hâm mộ. Đại khái là do tính chất công việc, tôi có quen biết không ít người. Ân Vĩnh Lan khẽ mỉm cười, ý trong lời nói đã bình thản tiếp nhận giả thuyết bia ô. Đang lúc nói chuyện, điện thoại di động vang lên, là một dãy số lạ. Trần Trản thử lục lọi ký ức, xác định không có ấn tượng. Ai đó? Xin hỏi là Trần Trản tiên sinh phải không? Tôi là phóng viên Hải Nhật Báo, muốn làm một cuộc phỏng vấn riêng với ngài về sự kiện chất phụ gia trong thịt sông khói. Nhầm số rồi. Trần Trản không đổi sắc mặt cúp điện thoại, sau đó bật chế độ im lặng. Tin tức nổi lên quá nhanh mà vụ việc rạch trần lần này lại có tính hài kịch. Phóng viên càng không màng tìm mọi đường để biết rõ suy nghĩ của các bên liên quan. Có một số phóng viên không chỗ nào không thấy mặt. Ân Vĩnh Lan nhíu mày lại, xem ra mấy ngày sắp tới cậu sẽ gặp rắc rối. Trần Trản thì lại nhìn rất thoáng, đào móc tin tức vốn là công việc của bọn họ, huống hồ hiện tại tôi xem như đang nổi lơ lửng, trốn được một phóng viên cũng không tránh được toàn bộ giới truyền thông. Trong vòng một đêm, điện thoại Trần Trản nhiều thêm mấy chục cuộc gọi nhỡ. Cũng may cậu đã có dự kiến mà tắt âm, không làm ảnh hưởng giấc ngủ bình thường. Hôm sau kéo ra màn cửa, còn chưa kịp tận hưởng nắng mai, đã trông thấy một bóng người quen thuộc dưới lầu. Ân Vĩnh Lan vừa chạy bộ buổi sáng về, tay cầm điểm tâm. Không biết có phải do ánh mắt Trần Trản có tính xuyên thấu quá mạnh, Ân Vĩnh Lan vào ngay lúc này cũng ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau trong im lặng, người sau chỉ chiếc túi đang cầm, giả hiệu cậu một chốc tìm mình cùng ăn sáng. Tầng lầu không cao, thị lực Trần Trản cũng tốt, có thể nhìn thấy trong túi là sữa đậu nành và bánh cuốn. Bánh cuốn thật trông không to, ốm o khô khoắt, trong nhân không có bao nhiêu rau dưa. Bữa sáng vừa bình dân vừa bình thường như vậy làm Trần Trản hoàn toàn từ bỏ ý tưởng y là nhà giàu ẩn danh. Ở hoàn cảnh tiền đầy túi, ngày thường cậu ăn bánh kẹp cũng đều ăn loại nhiều nhân. So sánh với nhau mà nói, sinh hoạt Ân Vĩnh Lan còn khá chi mộc mạc. Rửa mặt rồi thay quần áo, ra cửa vừa lúc thang máy mở, Ân Vĩnh Lan xách theo đồ ăn tới trước mặt cậu. Đến nhà ăn hay ăn trong phòng? Trần Trản, nhà ăn. Bây giờ còn sớm, nhà ăn sẽ không quá đông mà còn được cung cấp ít điểm tâm miễn phí. Oan gia ngõ hẹp, thang máy trước khi đến nơi dừng lại một chút. Người đi vào đúng là diễn viên nữ chính vẫn luôn không hợp với Trần Trản. Hôm nay cô ta mặt mày ôn hòa, tóc tai cũng tỉ mỉ cuốn lên. Chiều nay chúng ta sẽ lên xe đổi chỗ quay phim. Chuẩn bị hành lý là một chuyện phiền phức. Trần Trản không hiểu có điểm nào làm người vui vẻ được. Thật làm người ta luyến tiếc mà. Diễn viên nữ chính cong cong khóe miệng. Đợi phóng viên nghe tin chạy đến đây, đoàn phim đã rời đi. Bằng không anh có thể lợi dụng tin tức thức ăn hại người mà nổi một phen. Trần Trản ung dung lấy ra di động, mở đến một dãy cuộc gọi nhỡ tối qua, bình tĩnh buông bốn chữ. Chỉ cần tôi muốn. Diễn viên nữ chính sửng sốt một chút, phản ứng lại có thể là điện thoại của phía truyền thông, sắc mặt tối xuống mấy tông. Phản ứng lại có thể là điện thoại của phía truyền thông, sắc mặt tối xuống mấy tông. Sau khi mở cửa, đường ai nấy đi. Trần Trản chọn một chỗ rộng rãi thoáng ngồi xuống, múc cháo bưng lại. Ngồi xuống xong trông thấy bánh cuốn đã xé thành hai nửa, sợi khoai tây trong nhân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trần Trản nói thẳng, nếu anh gặp cảnh khó khăn, có thể hỏi mượn tôi. Thái độ cậu vô cùng thản nhiên, Ân Vĩnh Lan không khỏi mỉm cười nói, nhất định. Trong khi dùng bữa, Trần Trản đưa thành phẩm mày vá tối qua cho y. Trả công dạo này làm phiền anh. Ân Vĩnh Lan đứng búp bê kỳ dị đủ sức làm người gặp ác mộng. Biểu cảm cố định của búp bê lúc này đã mỉm cười méo mó với y, lặng lẽ nhận lấy rồi nói, sau khi thỏa thuận giá cả với xưởng xong, chuẩn bị phân phối đại trà bùa hộ mệnh thế nào? Tiếp tục live stream. Trần Trản lắc đầu, tôi đang thương lượng với biên tập, chuẩn bị làm một buổi fan meeting nhỏ với độc giả. Búp bê là một trong số quà ra mắt dành tặng fan. Thật ra hai bên đã trao đổi gần xong, là fan meeting chứ không phải buổi ký tặng. Biên tập rất thoải mái mà biểu thị đồng ý, chỉ là tỏ rõ không cần dùng danh nghĩa chính thức, đơn thuần là một buổi hoạt động nhỏ để tác giả báo đáp fan. Đồng thời hy vọng nội dung cũng mang hướng lạc quan tích cực. Bước đầu chuẩn bị làm hai chương trình, đầu tiên là giải đáp thắc mắc của độc giả,
Thời gian còn lại chủ yếu dùng để đọc truyện diễn cả. Ân Bình Lan nhớ lại vài đoạn văn từng nhìn thấy khi Trần Trản viết truyện. Không thể tưởng tượng được nếu giả giả tình cảm mà đọc diễn cảm sẽ tạo thành ấn tượng kích thích nhường nào với độc giả. Bóng gió nói, con thấy nên suy xét tăng thêm vài chương trình thú vị khác không? Trần Trản nhàn nhạt nói, mặt đối mặt đọc diễn cảm sám hối lục, mức độ thú vị đã đầy đủ. Nói xong cắn một đoạn bánh cuốn, Bình Lan ung dung nói, chuyện còn chưa tới 10 vạn chữ, nếu không vì quảng bá bùa hộ mệnh, tôi cũng không tổ chức phán mít tính sớm như thế. Ân Vĩnh Lan đưa qua một tờ giấy, chỉ khóe miệng, trong lúc Trần Trản lau dầu mỡ dính trên môi nói, chẳng trách muốn tránh phóng viên. Dưới tình huống cứ mãi trốn tránh không gặp, đợi đến phán mít tình nhất định có truyền thông nghe tin mà đến, còn có thể tuyên truyền miễn phí một phen. Ăn nửa chén cháo xong, dạ dày cũng ấm lên. Trần Trản nhìn Ân Vĩnh Lan, đến lúc đó để dành ghế khách quý cho anh, nhớ đến cổ vũ. Ân Vĩnh Lan lặng lặng nghe xong ý tốt của cậu, còn chưa nghĩ ra cách nào từ chối để tránh bị tàn phá, đã nghe Trần Trản kiên định mở miệng, dù sao anh cũng là một người bạn hiếm hoi của tôi. Thay đổi lập trường, Ân Vĩnh Lan ôn hòa đáp lại, được. Web drama chỉ dài 10 tập, có quay phần 2 hay không còn tùy phản ứng của khán giả, đất diễn Trần Trản cũng có hạn. Nói đến việc trước khi phát sóng còn cần dựa vào độ nổi tiếng của Trần Trản mà quảng bá một đợt, đạo diễn không muốn làm chậm trễ thời gian cậu viết truyện, tập trung quay mấy cảnh của nam phụ số 3. Làm việc trong cường độ cao gần một tháng, thời điểm khí trời chuyển lạnh, phần diễn của Trần Trản chính thức tuyên bố kết thúc. Đạo diễn có ấn tượng với cậu không tồi, ít nhất toàn bộ quá trình quay đều phối hợp không gây chuyện. Giữ điện thoại luôn mở máy, đến hậu kỳ còn có thể liên lạc, quay bù một vài cảnh. Lúc Trần Trản quay về thu xếp hành lý, Ân Vĩnh Lan lén tìm đạo diễn. Ngày mai nhiệt độ thành phố này xuống thấp, tôi cũng về trước. Lý do mới qua loa làm sao? Đạo diễn giật giật mí mắt không ngừng, miễn cưỡng kéo cong khóe miệng phụ họa nói, cũng đúng, đi bây giờ là hợp tình hợp lý. Ân Vĩnh Lan để lại địa chỉ email. Biên tập xong, cảm phiền gửi mấy cảnh quay của tôi đến đây, giữ làm kỷ niệm. Đạo diễn gượng cười đáp ứng. Phần lớn cảnh quay đều là y lẽo đẽo theo nam phụ số 3 đại ca dài đại ca ngắn. Chẳng hiểu vì sao nhà đầu tư muốn lưu giữ lịch sử đen tối này. Quả nhiên không thể hiểu được tư duy của người có tiền. Một bên khác, Trần Trản vừa thu dọn đồ đạc xong liền nghe tiếng gõ cửa. Lúc nhìn thấy Ân Vĩnh Lan nhíu mày. Tới tiễn tôi. Ân Vĩnh Lan, hẹn cậu cùng về. Trần Trản biểu cảm có chút quỳ quái. Vậy anh cũng diễn xong? Ân Vĩnh Lan đàng hoàng trịnh trọng. Đại ca chết rồi, đàn em không có lý nào mà sống một mình. Ba chấm. Logic tương đối chặt chẽ, Trần Trản không thể phản bác, bật cười nói. Tuấn đạo. Ân Vĩnh Lan, Tuấn tình. Bất ngờ không kịp đề phòng mà bị dỗi một câu, Trần Trản tròn mắt, vẫn chưa kịp phản ứng lại. Ân Vĩnh Lan mỉm cười nói sang chuyện khác. Xuất phát sớm một chút, không phải còn cần chuẩn bị fan meeting với độc giả sao? Trần Trản gật gật đầu, không chậm trễ nữa. Chương 20. Ở lâu trong đoàn phim, đã một khoảng thời gian mới được trở về nhà, cả người Trần Trản đều ở trạng thái thả lỏng. Trước tiên sang nhà ông cụ đối diện chuyển mấy chậu cây gửi nhờ về, nửa ngày còn lại dùng để quét tước phòng ốc. Nghĩ đến khí trời càng ngày càng lạnh, thu dọn tương đối xong lập tức lên mạng đặt một máy điều hòa. Xử lý xong xuôi việc nhà cửa vặt vãnh, bắt đầu chậm rãi lên kế hoạch chi tiết cho phán meeting. Liên lạc vài đơn vị tổ chức, phát hiện chỉ riêng tiền thuê mặt bằng và mời người dẫn chương trình, gộp lại tính ra cũng đã không ít. Nếu cậu một mình lo liệu hết buổi phán meeting này, chắc chắn tài sản hiện tại chỉ còn một nửa. Trần Trản nhíu nhíu mày, lặng lặng cân nhắc thiệt hơn, nhìn về lâu về dài, rất khó lại có thời cơ tốt như bây giờ. Suy nghĩ hồi lâu, gọi điện thoại cho quản lý của một chỗ ra giá tương đối cao. Sau khi ép giá hai bên đều nhường một bước, Trần Trản gửi tiền cọc xong, chuẩn bị trở về cuộc sống đạm bạc ngày xưa. Thuận tiện dành chính ngôn thuận mà rời lịch làm thẻ tập gym. Vì đề phòng người đến quá nhiều làm ảnh hưởng hiệu quả, tới khi sắp xếp xong mấy khâu phức tạp, mãi đến tận buổi tối trước một ngày phán meeting tổ chức mới lên Weibo công bố thông tin. Tổ chức buổi offline nhỏ, mong được gặp mặt mọi người. Tung hoa. Kèm theo địa chỉ phán meeting. Bởi vì vụ việc thì sông khói lần trước, khúc mắc của công chúng đối với cậu bây giờ đã giảm bớt. Nhưng khi thấy chuẩn bị mở fan meeting, ngoài ngạc nhiên còn có không hiểu. Hích. Lấy lý lịch của ổng, có tư cách gì mà mở fan meeting? Ước hẹn thời trung cổ. Là buổi offline nhỏ, cảm phiền nghiêm túc đọc đề. Xà bá. Cho là lấy cái danh đó để làm fan meeting trá hình, bọn này sẽ không nhìn thấu được bản chất à?
ước hẹn thời trung cổ. Có hạn chế số người vào cửa, thời gian bắt đầu thật sớm, nhưng mà lại rất gần nhà Mị. Hôm nay trấn chẳng hoàn lương sao? Điên rồi mới đi, nhân tiện cho hỏi một chút, đi đường nào ra phố Trung Châu? Bình luận nhanh chóng tăng lên, tuy nhiên việc lần này không liên quan đến Khương Dĩnh, lừa xem dĩ nhiên không được như trước. Hiệu quả như vậy đối với Trần Trản mà nói là vừa phải, vừa không vì nhiều lần lên hot search mà bị người lên án thị phi, vừa đạt đủ hiệu quả tuyên truyền. Hôm sau chưa đến 7 giờ, Trần Trản đã bọc trong áo gió dày rộng, đứng trên hềm trạm xe buýt chờ xe. Sáng sớm có nổi lên chút sương mù, có lẽ gây ảnh hưởng đến tốc độ lái xe. Đứng trong gió rét hồi lâu, đến một bóng xe buýt cũng không thấy. Giữa lúc Trần Trản đang hít khí lạnh, một chiếc ô tô tấp vào phía trên trạm xe buýt một chút, cửa xe hạ xuống, dễ dàng thấy được Ân Vinh Lan. Cứu tinh! Không chút nấn ná chần chờ, trực tiếp cất bước đi đến. Sau khi lên xe, khí lạnh tan đi không ít, Trần Trản cảm nhận được ghế da mềm mại, nghiêng mặt nhìn sang y. Xe anh mượn càng ngày càng cao cấp. Ân Vinh Lan hờ hững chuyển đề tài. Có lạnh hay không? Tôi bật điều hòa lên. Trần Trản lắc đầu, quá ấm áp sẽ dễ ngủ quên, xong lại đối chiếu địa chỉ với y. Đến lúc đèn đỏ, Ân Vinh Lan vô tình thoáng thấy Trần Trản đang chuyển khoản cho người khác. Đúng lúc này, cậu cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Trần Trản nở nụ cười. Tôi để Vương Thành tìm người tới diễn. Chậm chậm nói. Hôm nay có thể sẽ có phía truyền thông đến. Anh xem mấy chương trình game show, có thấy thường hay quay phản ứng khán giả. Ân Vinh Lan hơi giật mình rồi lắc đầu cười. Suy tính rất chu toàn. Nơi tổ chức sự kiện cách khu chung cư không tính quá xa. Hai người đến sớm, chỗ đỗ xe cũng rất dễ tìm. Giờ khắc này đã có nhân viên công tác chờ ở cửa. Ân Vinh Lan đeo khẩu trang, cùng Trần Trản một trước một sau xuống xe. Không ngột sao? Ân Vinh Lan lắc đầu, chầm chầm ho khan vài tiếng. Tôi bị cảm. Người dẫn chương trình được thuê đến rất chuyên nghiệp, đại khái cũng vì Trần Trản giá giá hợp lý. Hai người tập dượt ứng đối, sau khi xác nhận đã quen với mỗi phân đoạn, bên ngoài cũng đã có động tĩnh. Nhân viên công tác nhanh nhẹn dọn xong ghế. Lúc này cửa chính còn đang khóa, Trần Trản nhìn thời gian rồi gật gật đầu, ra hiệu có thể cho người vào trong. Ân Vinh Lan nhớ ý tốt của Trần Trản, đã sớm ngồi vào vị trí ở gần giữa hàng ghế đầu. Sau khi biết được chi phí tổng thể, cau mày. Hơi đắt. Kỳ thật không chỉ là hơi đắt. Trần Trản giải thích, chủ yếu dùng để thuê thiết bị an ninh và nhân viên bảo vệ. Ân Vinh Lan quay đầu, nhìn về phía cửa thấy chẳng biết khi nào xuất hiện thêm vài người đàn ông vạm vỡ, du lên. Có cần phải thế không? Mang câu hỏi giống y còn có độc giả đang xếp hàng ngoài cửa. Người đầu tiên đi vào là một cô bé, lúc qua kiểm tra an ninh cau nhau với bạn mình. Không phải chỉ là fan meeting à? Tới đi trung tâm thương mại còn chưa dám dàn binh bố trận như vậy. Bạn cô bé cũng có chút bất đắc dĩ. Làm màu quá. Lời còn chưa nói xong, người đi sau bọn họ đã bị dò ra có mang chất lỏng khả nghi. Vốn người đàn ông này còn muốn cãi cùn mấy câu. Nhìn thấy bảo vệ xong hơi rén một chút, cuối cùng bị soát ra một bình sơn. Về phần công dụng của bình sơn, có thể tưởng tượng ra được. Sau đó đồ đạc giả soát càng muôn màu muôn vẻ, có cầu lông gắn kim, có rau quả, có trứng gà. Người bị soát ra trứng gà tỏ vẻ không phục. Tôi chưa ăn sáng, mang tới ăn cũng không được. Bảo vệ mặt không chút nổi sắc từ trong đó lấy ra một quả, ước lượng một chút. Ăn sáng bằng trứng gà sống. Người kia nháy mắt đỏ lần lần cầm mặt, ấp úng mấy chữ. Trứng gà cũng không lấy, lập tức chạy mất. Hai cô bé vừa oán giận lúc nãy hai mặt nhìn nhau. Cô bé lên tiếng đầu tiên sửa lời nói. Kiểm tra an ninh là không thể thiếu. Nhân viên công tác lần lượt phát cho mỗi người một số ghế. Bởi vì diện tích có hạn, vốn thấy hàng xếp dài, người phía sau đã cho là đến lượt mình thì chỉ còn chỗ đứng ngoài cửa. Không ngờ sau khi tiễn đi một nhóm người muốn gây chuyện, bọn họ vẫn còn vị trí. Nhờ có thế, việc kiểm tra an ninh quá nghiêm ngặt vậy mà lại làm cho bọn họ thấy thích thú. Ân Vinh Lan nhìn về phía Trần Trản. Cậu quả thật nắm bắt tâm lý người khác rất vững. Trần Trản nghiêng mặt sang nhìn y nhàn nhạt nói. Chỉ cần chú ý thôi, chưa kể thủ đoạn gây sự của những người này còn kém xa mấy trò quỷ quái năm xưa của tôi. Đã có người nhận số vào trong, Trần Trản vẫn ngồi như thế sẽ thành bất lịch sự. Đứng lên mỉm cười gật đầu chào người vừa tiến vào. Cậu bé lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Tầm tuổi này đối diện với một thanh niên điển trai lãng tử, tim thình thịch nhảy nhót mấy lần cũng là bình thường. Trước đây mọi người nhìn thấy Trần Trản đều từ trên báo chí, trong ảnh chụp không phải bị lực lượng cảnh sát áp giải về đồn thì cũng là khư khư canh giữ trước cửa công ty quản lý của Khương Dĩnh. Bây giờ nhìn thấy người thật, cảm giác trông dễ xem hơn trong ảnh không ít. Nữ sinh nhận được số 1, ngồi ở rìa hàng ghế thứ nhất, bạn cô bé ngồi ngay bên cạnh, hai người chụm đầu ghé tai.
Tớ còn tưởng người sẽ trông âm u lắm. Đẹp trai quá đi, có cảm giác còn đẹp hơn cả ngôi sao. Ân Vĩnh Lan cách đó không xa, có thể miễn cưỡng nghe thấy đôi chút, không khỏi âm thầm bật cười. Theo người lục tục vào trong, người dẫn chương trình ra hiệu cho nhân viên đổi nhạc thành giai điệu nhẹ nhàng. Không ngoài dự đoán của Trần Trản, hôm nay đúng là có giới truyền thông hiện diện. Đơn giản ngắn gọn nói mấy câu mở đầu, dẫn chương trình chỉ về phía Trần Trản nói: Không cần tôi giới thiệu, chắc chắn mọi người cũng đã biết anh ấy là ai. Dựa theo quy trình thông thường, đầu tiên sẽ giới thiệu tác phẩm thành danh và một số thành tựu trước đây của tác giả. Trần Trản ngoại trừ hồ sơ trong đồn cảnh sát, không có lấy một thành tựu nào khác để lại. Người dẫn chương trình khi viết lời dẫn có thể nói là vắt cạn óc. Cuối cùng quyết định toàn bộ đi theo phong cách ngắn gọn dí dỏng, không cần nghiêm túc dập khuôn như những phán meeting khác. Khán giả góp mặt quả thật cũng thích phong cách này. Phóng viên đến không buồn che che giấu giấu, vác camera sai người chào hỏi, Trần Trản liền điều nhân viên công tác xếp thêm ghế. Chương trình hỏi đáp nếu làm không tốt sẽ khiến không khí lúng túng, mà giá trị drama của Trần Trản rất cao. Đến chương trình hỏi đáp, gần như cả khán giả lẫn phóng viên tranh nhau danh hỏi. Câu hỏi nhiều nhất đơn giản là vì sao Trần Trản có thể giác ngộ, biết bắt đầu học làm người đàng hoàng. Trước đây tình trạng tâm lý của tôi không quá tốt, làm người rất cực đoan. Nếu người ta yêu thích ở mức số 3 thì tôi sẽ chút tình cảm đến mức số 10. Trần Trản nói, sau khi đến mức giới hạn, ấy vậy mà lại dễ dàng buông tay cho vơi nhẹ lòng. Khi diễn đạt làm người rất nhập tâm, hết lòng hết dạ mà yêu thích một người, không chừa một đường lui, loại phương thức vừa vụng về vừa nhiệt liệt tận cùng thế này, người chọn dùng lác đác chẳng có mấy ai. Cứ hỏi đáp mãi cũng không thú vị, tính thời gian đã qua tương đối, người dẫn chương trình kết thúc chuyên mục này. Và sau đây, Trần Trản tiên sinh sẽ đọc diễn cảm sám hối lục một cách chân thành nhất để tặng cho mọi người. Đây là đúc kết của anh đối với cuộc đời này, là tinh túy trong lẽ sống của anh. Lời này, đến ngay cả Trần Trản đang đứng bên cạnh cũng không khỏi choáng váng, cảm thấy có chút nghe không vô. May thầy dẫn chương trình đã nhanh nhẹn đưa micro cho cậu, dưới khán đài theo đó mà yên tĩnh lại. Vì thế, để thể hiện vẻ trịnh trọng, Trần Khản cố ý vết tay lại tự chuyện, điều chỉnh hơi thở một chút, chậm rãi cất tiếng. Em trước giờ đều không thèm đoái hoài đến tôi, hoàn toàn khác biệt với những hương phấn màu son dung tục, một khi biết đến tôi có tiền liền nhào đến bám giết. Dù em bây giờ chỉ là một nghệ sĩ nhỏ nhoi không tên tuổi, nhưng tôi tin tưởng, rồi có một ngày em sẽ nở rộ tài năng. Trời đổ cơn mưa, biết em không có thói quen mang dù, cố ý thuê xe đến trước cửa công ty chờ đợi. Theo cơn mưa ngang qua còn có một bóng dáng khác, người kia che dù đến đón em. Bác Tài, có chạy không? Công tử nhà giàu bước lên xe trước, hỏi một câu như thế. Bác Tài, mí mắt giật lên. Tính tiền theo giờ, mỗi phút 2 đồng. Chỉ thấy tên đó gật gật đầu, quay sang nữ thần nói. Một người bắt xe không an toàn, để anh đưa em đi. Trên đường lòng dạ không cam, tôi cố ý chạy lòng vòng, lộ trình vốn chỉ nửa tiếng biến thành 1 giờ. Không ngờ rằng người đàn ông kia vậy mà còn rất kiên nhẫn, cả đường không hề tức giận. Đợi sau khi nữ thần xuống xe, tên khốn này lấy ra một xấp tiền gấp 3 lần tiền xe. Cảm ơn. Khi nói chuyện, vẻ lạnh lùng của tên đó phả thêm chút dạo dực. Làm phiền anh phải đi mấy vòng, cho tôi có thêm thời gian tiếp xúc với em ấy, giúp gần gũi hơn không ít. Số tiền này anh đáng nhận được. Trần Trản có thanh quản rất tốt, trầm thấp đầy nội lực, nhấn nhá từng câu vừa phải, làm người mê say. Giữa lúc tất cả mọi người đang lộ vẻ mặt phức tạp, Trần Trản khóa chặt tầm mắt vào một người ngồi dưới khán đài. Đây là thủy quân mà cậu bỏ ra một khoản tiền không nhỏ mời tới. Cố ý đánh mắt về phía truyền thông làm ám chỉ, sau đó khẽ gật đầu ra hiệu với cô bé. Ngay bây giờ, xin bắt đầu màn trình diễn của em. Cô bé hít sâu một hơi, có cảm giác phải đối mặt với một ngày có tính khiêu chiến nhất trong đời thủy quân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo về tập ra mới nhất và kết nối với mình qua fanpage và TikTok Chuyện Ngôn Tình PP nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.